Tôi hy vọng là sau cái đợt chất vấn này thì cũng là cái dịp mà để cho đại biểu Quốc hội cùng với lại các bộ ban ngành là ra soát lại những cái yêu cầu mà đã kết luận ở trong các kỳ họp trước, trong các cái phiên họp của Thường vụ Quốc hội nữa, để xem cái gì chúng ta đã làm được. Làm được thì cũng phải biểu dương, mà cái gì chưa làm được thì phải tập trung và giải quyết, để tránh cái tình trạng rồi là Quốc hội cứ ra nghị quyết rồi làm hay không làm thì nó sẽ làm giảm cái giá trị hiệu lực của nghị quyết của Quốc hội, mà cái đấy phải sức tránh, nếu không thì nó sẽ là cái hiệu ứng domino, nó sẽ không tốt. Với một cái phiên chất vấn diễn ra giữa nhiệm kỳ như này cùng với lại cái phiên thảo luận kinh tế xã hội vừa qua sẽ giúp cho cử tri nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh hơn về cái nền kinh tế của Việt Nam cũng như là cái an sinh xã hội của Việt Nam trong cái thời gian vừa qua, và qua đó thì giúp cho các thành viên chính phủ có cái giải pháp hữu hiệu và tiếp tục phải cam kết với cử tri để thực hiện cái lời hứa này trong cái giai đoạn nhiệm kỳ từ nay đến hết nhiệm kỳ, cũng như là thực hiện tốt cái mục tiêu yêu cầu của Quốc hội trong nhiệm kỳ 5 năm. Thực sự đây là một cái kỳ họp một kỳ chất vấn rất là sôi động của Quốc hội, và được theo tôi đánh giá là cử tri sẽ rất là mong chờ và kỳ vọng sẽ có nhiều vấn đề được đặt ra và có nhiều cái vấn đề được giải đáp. Hy vọng thì cử tri và cá nhân tôi cũng hy vọng là sẽ có nhiều cái câu hỏi sẽ được trả lời một cách thấu đáo, luận giải và kể cả giải thích những cái khó khăn mà hiện nay chính phủ cũng như các ngành đang gặp phải trong quá trình giải quyết các cái vấn đề mà cử tri quan tâm, hoặc là trong điều hành các cái chính sách kinh tế xã hội và các cái mảng lĩnh vực khác. Chúng ta không phải chia các nhóm nhưng mà chia các lĩnh vực để sâu hơn trong cái việc chúng ta đánh giá lại các cái việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Thì tôi cho rằng đấy là một cái điểm rất mới trong việc cái chất vấn tổng thể này. Và có như vậy thì nó sẽ đi đến cùng vấn đề, đến tận cùng vấn đề, và tôi nghĩ rằng là các đại biểu sẽ có điều kiện để hỏi sâu hơn, để sát hơn.